chào mừng anh em đến với channel Ellcci thiên đường quần bò nam đẹp. Như anh em biết rồi đấy, quần jean là một trong những cái sản phẩm trang phục mà không thể thiếu nào trong đời sống của chúng ta được. Suốt hàng trăm năm nay, quần jean đóng một trong những cái vai trò mà chủ đạo trong cái thời trang, từ già trẻ lớn bé đều có thể mặc quần jean anh em nhé. Thế nhưng ông hoàng của quần jean, thánh phối đồ là ở đâu? Thì hiện tại đây mình đang có một chiếc quần jean nam màu đen đến từ thương hiệu Levi. Chắc hẳn là anh em đang thắc mắc tại sao mình lại nói nó là ông hoàng, ông vua của phối đồ đúng không ạ? Vậy thì anh em cùng xem hết video này anh em nhé. Đầu tiên là cảm nhận khi mà mình cầm nắm vào cái chiếc quần này thì mình cảm thấy nó có một cái chất liệu vải rất là mềm này. Nó rất là mịn. Ngoài ra khi mà mình đưa lên đẩy lại như này thì mình thấy có một cái sự co giãn đàn hồi rất là tốt. Đây, anh em có thể thấy là co giãn đàn hồi cực kỳ là ok luôn. Phía bên trên này thì nó có tất cả những cái tag của nhà sản xuất Levi, thông số đó. Bây giờ mình sẽ mở chiếc này ra xem là em nó có những cái gì. Nhìn về tổng thể em nó thì từ trên xuống dưới em nó đều là một màu đen, đen tuyền luôn, không hề có một sự tì vết nào cả, không có guốt, không có rách, không có cào. Ngay kể cả những cái chiếc đinh tán ở đây cũng là màu đen, chỉ thêu cũng là màu đen. Chính vì vậy nên là cái chiếc quần đen này nó đã trở thành một trong những cái chiếc quần quốc dân được rất nhiều anh em bạn trẻ lựa chọn. Thứ nhất là màu đen là một trong những cái màu huyền thoại cực kỳ dễ phối đồ. Cái thứ hai, với một chiếc quần đen như thế này thì các bạn có thể mặc đi mọi nơi. Ví dụ như là các bạn đến đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, mọi thứ là cái chiếc quần jean màu đen này nó làm được hết anh em nhé. Chất liệu vải thì như mình nói rồi, nó là chất liệu vải denim nhưng mà có co giãn. Và cái form của cái chiếc quần này thì nó là form dáng ống côn. Ống côn thì sẽ cho chúng ta một cái đôi chân rất là thẳng, rất là đẹp, rất là thon gọn. Đây là mình đang quay rất là cận cảnh vào cho anh em xem. Đường chỉ của em này thì được sử dụng chỉ đen và có những cái chiếc đinh tán này cũng là màu đen lì luôn anh em ạ. Đây, tất cả đều là màu đen anh em nhé. Rất là đồng bộ. Bên trong này thì là khóa đồng màu vàng thôi, còn tất tần tật em nó màu đen. Ngay kể cả đằng sau như thế này đó, ngay kể cả đằng sau như thế này, từ tag ra màu đen này, túi màu đen này, mọi thứ đều là màu đen hết, đen tuyền. Chính vì vậy nên là mình nói nó là ông hoàng trong tất cả phối đồ anh em ạ. Đây, đằng sau đây mình sẽ cho anh em xem cả mặt trước cả mặt sau. Anh em đừng thấy nó không có họa tiết gì là nó không đẹp đâu anh em nhé. Thực ra em này là được rất nhiều người lựa chọn đấy, nhất là các bạn học sinh hay các bạn đi làm, các bạn thường xuyên mua những cái này. Và có những bạn mà còn mua những chiếc quần jean đen này về xong còn cắt ra làm rách gối, cực kỳ là phong cách luôn. Phải nói thật lòng với anh em là trong tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một chiếc quần jean màu đen. Đó, đen như thế nào thôi. Còn bản thân mình là chắc chắn là trong tủ đồ của mình lúc nào cũng sẽ có một chiếc quần jean nam đen tuyền như thế này. Nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều trong những công việc đi lại, hay là sẽ giúp mình trong rất nhiều trong cuộc sống. Ví dụ anh em muốn mix đồ. Và mình nghĩ là anh em nên sở hữu cho mình một chiếc quần jean nam đen như thế này. Anh em cứ sở hữu đi thì anh em sẽ biết là cái sự lợi hại của nó khi phối đồ là như thế nào thôi. Nếu như anh em cũng muốn sở hữu cho mình một chiếc quần jean nam đen tuyền như thế này thì hãy nhanh tay liên hệ tới số điện thoại 0934848481 để được đặt hàng anh em nhé. Ngoài ra thì những thông tin liên hệ khác đây mình có để bên dưới phần mô tả. Anh em cứ kéo xuống kích và vào những cái link mà mình đã ghi ở dưới đấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.